Cách đây gần một thập kỷ, bán hàng trực tuyến vẫn còn là một khái niệm mơ hồ với người dùng. Thì ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, số lượng người dùng Internet gia tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến đã trở nên quen thuộc, ngày càng khởi sắc và có những bước tiến dài. Thay cho việc phải đến chợ, siêu thị trực tiếp mua hàng hóa, thực phẩm, đồ dùng, thì giờ đây người tiêu dùng chỉ cần có một thiết bị kết nối Internet, thực hiện vài cú nhấp chuột, thì ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, người tiêu dùng đều có thể lựa chọn sản phẩm, đặt hàng và giao dịch một cách an toàn và nhanh chóng. Không nằm ngoài xu thế đó, chúng tôi nhận thấy sự ra đời một trang thương mại điện tử cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả dành riêng cho ngành nông nghiệp là thực sự cần thiết. Từ sự tâm huyết, kinh nghiệm lâu năm và những hiểu biết sâu sắc về thị trường nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam đã nghiên cứu và xây dựng phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn. Thị trường nông nghiệp.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử nông nghiệp online, nơi hội tụ mọi tinh hoa hàng hóa và dịch vụ của ngành nông nghiệp Việt Nam và quốc tế, là cầu nối giao thương, mua bán, trao đổi, hợp tác, quảng bá thương hiệu và sản phẩm dành cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Sàn giao dịch thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn ra đời với mục đích rút ngắn được khoảng cách địa lý giữa người bán và người mua, các khâu trung gian trong giao dịch mua bán, ứng dụng các tiện ích trong giao dịch mua bán trực tuyến, người dùng dễ dàng tiếp cận được các thông tin nông nghiệp, các ứng dụng khoa học một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất đến cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử, mà cụ thể là ngành nông nghiệp online và hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Mục tiêu của thị trường nông nghiệp.vn là trở thành sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam về thị trường nông nghiệp online, trở thành biểu tượng của sự tiện ích, chuyên nghiệp và chất lượng, cùng tâm niệm mang đến giá trị và lợi ích to lớn dành cho khách hàng. Khi tham gia sàn thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn, khách hàng sẽ dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và phù hợp từ những nhà cung cấp hàng đầu, dễ dàng mua sắm và đặt hàng trực tuyến. Việc đăng tin mua bán giao vặt được hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, khách hàng nhanh chóng được tiếp cận nguồn tin và kiến thức nông nghiệp thường xuyên và liên tục. Đối với các doanh nghiệp, khi tham gia sàn thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn sẽ dễ dàng tìm kiếm các đơn vị hợp tác phù hợp và uy tín, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được thường xuyên xuất hiện trên các website tìm kiếm, được chụp ảnh và viết bài PR chuyên nghiệp, truyền thông và quảng bá hình ảnh miễn phí qua các kênh truyền thông xã hội thuộc thị trường nông nghiệp.vn, được ưu tiên hỗ trợ chi phí quảng cáo, sử dụng tất cả các tính năng và tiện ích hiện đại nhất từ thị trường nông nghiệp.vn. Một trong những tính năng nổi bật nhất của thị trường nông nghiệp.vn bao gồm: 1. Dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm theo từng danh mục sản phẩm của ngành nông nghiệp. 2. Tìm kiếm người mua và người bán nhanh chóng. 3. Hệ thống thông tin đa chiều về ngành nông nghiệp. 4. Tích hợp các tính năng thanh toán điện tử hiện đại. 5. Quy trình xử lý và quản lý đơn hàng dễ dàng và thuận tiện. Việc ra mắt sàn thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn hứa hẹn sẽ trở thành một kênh thương mại trực tuyến hàng đầu, uy tín, chất lượng, góp phần hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam bước lên một tầm cao mới. Thị trường nông nghiệp.vn, hội tụ thương hiệu Việt.